Hello, xin chào anh em. Như các bạn cũng biết ấy, thì Mobile City rất chăm mua máy về để mà review cho anh em nhé. Gần như là máy nào mới ra mắt ấy, bọn mình cũng sẽ mở hộp rất là nhanh luôn, nhanh nhất Việt Nam. Tuy nhiên, có rất nhiều dòng máy thì bọn mình mua về để mà trải nghiệm ấy, nhưng mà sau đó bọn mình sẽ không bán nhé. Tại vì rất nhiều lý do, nào là giá nhập không tốt này, hai là thực sự con máy đó không tốt, và thứ ba là không có hàng để mà nhập. Đấy, nhưng mà thôi, trong video ngày hôm nay nhé, mình sẽ gửi tới các bạn top một vài những chiếc máy mình cảm thấy rất là hay ho, nhưng mà rất tiếc hiện tại Mobile City chưa bán, được chưa? Cụ thể là những máy gì thì bắt đầu video nhé. Trước khi bắt đầu thì xin anh em 30 giây quảng cáo này. Ngoài việc mua trực tiếp tại cửa hàng Mobile City thì các bạn có thể ủng hộ mình trên Shopee, mới nhất là Meta Shop. Trên đó thì mình sẽ bán phụ kiện điện thoại này, cộng với cả là điện thoại bảo hành vàng full 12 tháng. Đồng thời mình cũng sẽ bán hàng trên cả TikTok Shop. Anh em có thói quen mua hàng trên nền tảng nào ấy thì ủng hộ mình nha. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Rồi, trước khi bắt đầu thì để mà biết rõ nhất về những con máy này ấy, thì các bạn xem lại những video mở hộp giúp mình nha. Còn trong video ngày hôm nay là một cái video top mà kiểu tóm tắt nhanh với cả tổng hợp danh sách thôi nhá. Đầu tiên này, mới gần đây thì bọn mình có chiếc Moondrop Miad 1. Đấy, là một chiếc máy chuyên dành cho nghe nhạc các bạn nhé. Nó sẽ có tới hai rắc tai nghe, được chưa? Một rắc là 3.5mm này, còn một rắc ấy sẽ là 4.4mm. Với cái rắc này thì mình chưa tìm hiểu quá nhiều đâu, nhưng mà nôm na thì nó sẽ là hỗ trợ kiểu như chuẩn cao hơn này, dòng dữ liệu cao hơn thì nghe nhạc nó sẽ hay hơn ấy. Mình tai trâu là mình không tìm hiểu mấy. Ngoài ra thì chiếc Moondrop Miad 1 ấy sẽ có thiết kế rất là đẹp các bạn nhé. Nhất là phần mặt lưng ấy, nó khiến mình liên tưởng tới mấy cái dòng như kiểu là Google Pixel, thật sự luôn. Nhưng mà mặt sau giống Google thì mặt trước lại giống Nokia nhá. Nó sẽ có màn hình cong nhưng mà được bao quanh bởi bốn cái góc nhựa, rất giống cái dòng máy Nokia Lumia ngày xưa, đúng không nào? Và thật sự là màn hình em này hiển thị cũng rất tốt nha. Các bạn để hình nền đen ấy, chất cực kỳ luôn. Nhưng mà thôi, dù là chuyên nghe nhạc này, dù là chất đẹp nhưng mà hiệu năng của nó không quá mạnh, chỉ là con chip Dimensity 7050 thôi, và giá thì hơn chục cổ nên là mình nghĩ đây là một chiếc máy rất khó để mà bán nhé. Thôi, nhập về cho biết thôi. Còn những trang bị khác thì cơ bản thôi. Pin 5000 này, sạc 33W này. Và rõ ràng rồi, cộng đồng người dùng em này thì gọi là siêu siêu bé các bạn nhé. Chẳng may mà sửa chữa này hay là một phụ kiện thì ối giời luôn. Nhà thôi, Moondrop Miad 1 là một sản phẩm rất kén người dùng. Anh em nào mà kiểu chuyên nghe nhạc bằng tai nghe chất lượng cao ấy thì cân đối nhá. Còn mình thì thôi, bỏ qua. Rồi, tiếp theo sang sản phẩm thứ hai là chiếc Nubia Z60 Ultra. Thực ra là các bạn cũng áp dụng chung với cả là Z50 Ultra nhá. Đây là một cái dòng của nhà Nubia chung với cả Red Magic ấy, và nó cũng thừa rất nhiều thứ của chiếc Red Magic 9 Pro, 8S Pro. Đó là một cái màn hình vô khuyết, cực kỳ sexy nha. Cam ẩn dưới màn hình này, bốn góc bo ít, viền mỏng, cực kỳ phê luôn. Rồi thì hiệu năng của chiếc Z60 Ultra rất mạnh các bạn nha. Nó chỉ thua chiếc Red Magic 9 Pro ở khoản là có quạt thôi, chứ còn chiếc Red Magic 9 Pro mà không bật quạt ấy cũng chả hơn mấy đâu. Tại vì hiệu năng cùng một nhà mà, tối ưu rất ngon nha. Chiếc Nubia Z60 Ultra ấy quẩy Genshin marketing rất là mượt luôn. Thậm chí nó hơn cả mấy con flagship như kiểu là Xiaomi 14 Ultra này, K70 Pro, Realme GT5 Pro, thật sự luôn. Z60 Ultra chiến game rất ngon. Rồi thì cái phần cam sau của chiếc Z60 Ultra nhé, cũng được tập trung rất tốt, tất cả ống kính đều sẽ là cảm biến xịn luôn. Tuy nhiên, có vấn đề là chiếc máy này ấy, cam trước nó sẽ chỉ là cam ẩn dưới màn hình thôi, nên chất lượng rất tệ. Thứ hai, cam sau tuy là cảm biến xịn nhưng Nubia làm theo cái kiểu là góc chụp rất là hẹp nha, cam chính chỉ là 35mm thôi. Nó khiến cho trong nhiều trường hợp các bạn chụp người ấy thì rất ok, rất là nghệ thuật, nhưng mà đa số các bạn đâu phải chụp người đúng không? Thì góc 35mm nó sẽ hơi bị hẹp hơn một chút, đấy, kén người dùng hơn. Và rõ ràng rồi, về cái mức giá của chiếc Z60 Ultra thì cũng không rẻ các bạn nhá. Những bạn mà có tầm tiền này thì mình nghĩ sẽ thiên nhiều hơn về Red Magic 9 Pro, đấy, của game mà. Nhưng mà thôi, đây cũng là một chiếc máy khá là heo. Rất nhiều bạn hỏi mình mua nhá, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là tương lai bán cái dòng này nó hơi mờ mịt, thế là thôi, chưa nhỉ. Đến với sản phẩm thứ ba này, Ulihert Luna. Một chiếc máy mà kiểu học theo Nothing Phone ấy. Nó sẽ có cái mặt lưng trong suốt này, và rất nhiều cái giải đèn LED, chạy hình các thứ. Nhưng mà cá nhân mình thấy thì con này cũng chả gì cả, thật sự luôn. Cái phần LED đấy thì gọi là ok, ban đầu nhìn thì cũng hay hay đấy, nhưng mà chắc dùng độ 2 ngày là chán mà. Và bản chất cái giá trị lõi con này thì không có gì cả. Tại vì sao? Nó học theo Nothing Phone này, nhưng mà nó rất dày, rất nặng, cầm bị thô các bạn nhá. Màn hình của máy chỉ là IPS 60Hz, hơi tèo. Con chip cũng chỉ là Helio G99. Pin sạc bình thường, loa bình thường. Đấy, có duy nhất cái phần mình thấy ok đó là camera hồng ngoại. Để làm gì? Để trong trường hợp các bạn chụp đêm, quay phim đêm ấy, rất là tiện nha. Trời tối om luôn, không nhìn thấy gì, nhưng mà camera hồng ngoại lên ok. Đấy, nhưng mà thôi, con này thì cũng không quá rẻ đâu, nên là thực sự mình thấy tương lai bán con này á, quá mờ mịt luôn. Bằng chứng cho thấy là hiện tại trên thị trường ấy, có
Còn Ulih Luna này thì cũng rất ít người mua nha, rất ít người dùng luôn. Tại vì sao? Rõ ràng là giá trị cốt lõi trên giá tiền đấy không tốt đúng không? Có mỗi cái điểm là học theo nhà Nothing Phone thì hơi tệ. Rồi, đến với chiếc máy thứ tư các bạn nhé. Thực ra là một dòng đi, đó là những cái dòng Xiaomi Ultra, bao gồm là 12S Ultra này, 13 Ultra này, 14 Ultra. Bọn mình đều sẽ có video mở hộp. Bọn mình vẫn đang có máy ở đây nhá, vẫn đang trải nghiệm, nhưng mà đa số là bọn mình để dùng thôi. Tại vì sao? Cái dòng Ultra này thì tập trung rất nhiều về camera. Camera của nó thì khủng lắm, toàn camera 1 inch thôi, khủng nhất hiện nay. Nói chung là về camera thì khỏi chê nhá. Những trang bị còn lại cũng rất đỉnh chóp. Màn hình đỉnh chóp này, toàn màn cong, độ phân giải cao, hiển thị tốt. Hai loa ok, pin sạc ok. Hiệu năng của cái dòng Xiaomi Ultra ấy cũng rất tốt nhá. Xiaomi 13 Ultra thì Snapdragon 8 Gen 2 mạnh này. Xiaomi 14 Ultra ấy thì cũng là Snapdragon 8 Gen 3 quẩy all game mass setting. Nhưng mà vấn đề cốt lõi ấy là giá thành của dòng này thì không rẻ. Đấy. Mặc dù là cũng rất nhiều bạn dùng, nhưng mà thường thì mọi người biết tới Mobile City hiện tại nhá, vẫn đang là những sản phẩm Xiaomi giá rẻ mà đúng không? Nên cái dòng này thì cao cấp quá, sợ là khó bán, nên là thôi, hiện tại mình cũng chưa bán nha. Tất nhiên, đó sẽ là hiện tại mình chưa bán thôi nhá. Còn nếu mà các bạn comment yêu cầu mình nhiều ấy thì ok, sẽ nhập về cho anh em. Rồi, đến với chiếc máy cuối cùng trong video ngày hôm nay, đó là chiếc Ulefone Power Armor 19T. Đấy, một chiếc máy rất đặc biệt, nhưng mà các bạn biết bọn mình mua chiếc máy này về để làm gì không? Duy nhất thôi nhá, để dùng cái cảm biến nhiệt độ của nó. Đấy, tại vì bọn mình hay test game mà test game ấy thì sẽ phải đo nhiệt độ nha. Bọn mình chi ra khoảng tầm 12 củ để mua chiếc máy này chỉ để lấy cái đo nhiệt độ. Đấy. Tại vì thực sự cảm biến đo nhiệt độ này khá đắt nhá. Những chiếc máy đo nhiệt độ dùng cảm biến FIR ấy, cái mức giá chục triệu luôn. Nên khi mà xuất giá mình thấy con này 12 triệu thì ok, vừa có điện thoại, vừa có cảm biến nhiệt độ. Nhưng mà ngoài ra thì đây là một chiếc máy thiết kế hầm hố này, siêu bền nha. Ném chó chết luôn đấy. Pin lên tới 9600 mAh, rất trâu, thao mà dùng. Màn hình của nó thì tuy chỉ là iPad thôi, nhưng mà cũng có 120 nên là vuốt nó khá là sướng. Con chip thì Helio G99 thì bọn mình cũng chưa test game đâu, nhưng mà đây là một chiếc máy bọn mình dùng công việc mà. Và mình thấy con chip G99 ấy đủ dùng tốt nha, mọi thao tác mượt mà. Ok, vậy thì tại sao bọn mình không nhập chiếc máy này về bán? Tại vì đấy, điểm nổi trội nhất của nó ấy sẽ là về cảm biến nhiệt độ thì đa số mọi người nhá sẽ không dùng. Các bạn chỉ hào hứng dùng một lần thôi, sau đó là gần như bỏ không luôn. Chỉ trừ những người giống như mình này, cần đo nhiệt độ thường xuyên cho công việc ấy thì mới mua thôi nhá. Rồi, ok, vừa xong là khoảng 5 chiếc máy đặc biệt rất là hay ho Mobile City đã mua về để mà trải nghiệm, nhưng mà rất tiếc hiện tại chưa bán cho các bạn. Vậy thì các bạn thấy sao về những chiếc máy này? Các bạn thích chiếc máy nào nhất, hay là thích bọn mình nhập máy nào về bán? Comment phía bên dưới nhá. Và đừng quên, ngoài 5 chiếc máy này ra ấy, thì bọn mình có rất nhiều máy như kiểu là Xiaomi, Realme, Oppo, IQ, OnePlus, giá tốt, trang bị ngon. Link mua mình sẽ để dưới phần mô tả của video nhá. Rồi xin chào, bye bye.